Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến thăm và giao lưu với vườn cảnh anh Nguyễn Duy An, địa chỉ xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Vâng, sau nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, sáng nay mùng 2 tháng 5 tôi thực hiện chuyến đi làm chương trình đầu tháng đến với vườn cảnh anh Duy An. Tác phẩm đầu tiên chúng ta chia sẻ đó là một cây xoan đào. Đó, một gốc xoan đào nhìn rất là cổ kỳ. Có một cái nét đặc biệt khi tôi mới ngắm, đó là cái bệ cây xoan đào. Chúng ta hình dung ra là rất giống một cụ rùa. Đây là cái đầu của cụ rùa đây. Đấy. Chi trước này. Đấy, cũng khuỳnh khuỳnh. Và chi sau này. Đấy, nếu mà để ống kính lấy cái hình ảnh đúng như thế này ấy, thì là hình ảnh của một cụ rùa. Đấy. Một cây xoan đào nếu mà nói riêng cái phần bệ gốc cũng cũng khá là lớn đấy. Anh đo cho tôi cái vanh ấy. Cái vị trí đấy gọi là vanh thân đấy rồi đấy. Được rồi. Cổ 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 thân đấy. Nó là khoảng 79 đấy bác ơi. 79. Và xong rồi. Đang nằm trên một cái chậu Anh chậu chữ nhật 63 63 và 45 ạ. 63 45. Tôi Coi là đặt chậu luôn. vâng, hai người mới nhẹ bác ạ. À, tức là hai người là vừa đấy. B là vừa đấy. Chiều cao là 70 này. Rồi. Chiều rộng 8 là 70. À, nếu nói về tuổi của cây xoan đào này phải nói là rất là già rồi. Lên vảy cá sấu hết rồi các bác ơi. Đấy. Mà cái vết sẹo này không biết là cắt bao nhiêu năm trời rồi. Và nó Để bơi nó gần như kín rồi. lên ngay ngay trước cắt thì đúng như rồi cái miếng thớt to đúng. Đấy, cây xoan đào. Tuyệt vời. Và cây này anh giao lưu thì giá bao nhiêu anh? Cháu xin báo giá là 12 triệu ạ. Vâng, 12 triệu. Rồi. Cây xoan đào. Vâng. Chúng ta đến tiếp với một phôi si. Đấy, một phôi si nhìn rất rất cũng rất là to đây. Phôi cũng khá lớn đấy. Sao này. Đấy. Phôi si đặc các bác ạ. Rất là đặc. Anh có quàng được không? Quàng Vâng. hết cái vòng thân của nó đây. Vâng. Được không? Thế thôi, còn đã phôi thì mình không đo chiều cao nữa. Người ta còn đang làm mà. Cái tổng vanh của nó là tổng vanh nó là bao nhiêu đấy? Nhưng sau đó nhầm Đo đầu tổng này. vanh là 110 đó ạ. Và 110. Khá lớn đấy. Đó, phía bên này cũng đặc. Thành vách rồi này. Các xin báo giá là 32 triệu nhá. Vâng. Phôi si được báo giá là 32 triệu. Khoan cho như đấy, cút một rồi nó cắt được rồi thì là nó nhìn nó Ừ. cũng quá lâu. Cút cú ngọn này nó cũng lên cút hết rồi. Được rồi. Ok, đây rồi, đấy. 32 triệu. 32 triệu. Và chia tay với phôi si. Chúng ta đến với một cái tác phẩm trà Phúc Kiến. Chủ nhân đã, nghệ nhân đã đưa vào một cái tiểu cảnh cổng làng. Và vâng.
Trà Phúc Kiến là dòng cây lá nhỏ và rất là bóng lá. Hoa lấm tấm trắng, sau đó cũng có trái. Cây này đang có hoa rồi, sắp có hoa rồi. Đấy. Nó đang nở và đang sắp độ quả rồi. Quả sau nó chín cũng tím đem lại. Dòng cây để bàn, dễ chơi. Cho bê lên nhé. Bê được không? Nhẹ mà. Đấy, rồi, đẹp đấy. Cháu xin báo giá là 1.500.000 nhé. Giá 1.500.000. Vâng. Giá này giá bao ship chưa? Cháu chưa bao ship ạ. Vâng, tức là bán tại vườn. Vâng. Tôi hay hỏi cụ thể thế để cho anh em người ta có giao lưu, người ta xác định là giá tại vườn hoặc giá bao ship toàn quốc. Rồi, vâng. Anh quay mặt sau cho tôi xem cái. Vâng, để cháu tóm ra cho nó dễ này. Rồi. Đấy, được rồi. Có hai mặt nó. Hai mặt như nhau. Vâng. Và cổng làng nó cũng làm hai mặt rất đẹp. Rồi, tiểu cảnh Trà Phúc Kiến cổng làng. Tiếp theo các tiểu cảnh Mai Châu Thủy các bác này. Giá là 1.500.000 mà. Wow. Tôi lấy cái ảnh đại diện cây này luôn. Và tiếp đến một cái Mai Châu Thủy. Tiểu cảnh Hoàn Trống Mái Hạ Long này. Vâng, nó đang nhiều hoa quá. Vâng, mua hoa Mai Châu Thủy mà. Cây nhà tôi nó còn ít lá lắm mà nó trắng rực rỡ, đặt ở đầu hè và thơm thật đấy. Cháu xin báo giá là 2.800.000 cái này nhé. Vâng, tiểu cảnh Mai Chiếu Thủy Hòn Trống Mái Hạ Long 2.800.000. Vâng. Được rồi. Đây tôi thấy có cây ổi đây. Vâng. Cây ổi đây bao nhiêu tiền anh? Cây ổi này giá là 2.600.000 ạ. 2.600.000. Vâng. Nó có một cái nương thần cõi tay cành khá là già đấy. Được. Quan trọng là cái chậu đẹp rồi. Cái chậu nó đã chiếm khoảng độ 800-700 rồi. Cái này bao nhiêu? 2.600.000 ạ. 2.600.000. Vâng. Và tiếp nha. Cái vối này mà. Ôi giời, cái vối này to thế. Vâng. Chậu cũng to. Vâng. Mà vối thì chơi cũng đa tiện ích nhỉ. Vâng. Vừa bonsai vừa lá vối giải khát nấu nước. Cây này cháu xin báo giá là 11 triệu nhé. Giá 11 triệu. Vâng. Quảng cái thân đây. Để cháu quảng cái thân. Này là 38 ạ. Rồi. Càng nhiều cành càng nhiều lá càng tốt. Để vâng. Mình cắt mình nấu nước. Được đấy. Giá tiền là 11 triệu. Rồi. Rồi tiếp đến cây bên cạnh là cây hải châu này, hai thân này. Rồi. Bên đây nó xin báo giá 5 triệu nhé. Cái này giá 5 triệu. Rồi. Được. Hải thân nó tay cành nó khá già đấy, vừa nó tỉa lại nhìn nó hơi thường. Tiếp theo lấy cây hoa sứ này bác này, đang rực rỡ quá. Cái này lại cho báo bao nhiêu? Cho báo 5 triệu ạ. 5 triệu. Vâng. Cái này cho lá nhỏ. Nó còn là lá nhỏ sông câu rồi. Rồi. Vâng, tiếp tục một cây hoa sứ này. Cây hoa sứ dáng đổ treo. Chả hiểu sao nó ra hoa từ tháng 8 năm ngoái ạ. Mới sơ nó mới nở. Ừ. Mua đồ nó lạnh nó không nở được. Đúng rồi. Nhưng mà mua lại thì cho thấy là nó nhiều hoa lắm. Nó nở nó rụng hết rất là nhiều rồi nhưng mà nó lại tiếp tục. Tại vì nó nhiều nụ mà. Ừ. Bác nhìn ngay ngọn là thì thấy này. Nở xong bông ra thì còn rất là nhiều bông rồi mà lại còn tiếp tục có nụ bên trong này. Chắc là chơi được một mùa. Chắc là mùa hè là chơi được một mùa. Đúng rồi. Cái sứ này cũng to đấy chứ. À chứ bác. Anh để cái đôn lớn mà nó lao xuống nhiều ấy.
nào khoảng độ 85 mấy bác ạ? 85 cm. À, nhìn nơi đúng bác ạ, anh xứ là phải cho vào cái chậu quả. Mà cháu cũng không am hiểu về loại hoa xứ, cũng ghê quá, không dám thầy đâu. Đấy, mặt phải của nó đúng hướng này, nhìn đẹp ghê phết. Giá bao nhiêu cháu? Cháu xin báo giá là 10 triệu nhé. Giá 10 triệu ạ? Vâng. Rồi. Một kiếm em hoa sữa đổ này cũng là hàng độc đáo quá. Đây rồi, đấy. Ok. Tiếp theo cái... Và chúng ta đến với cây rành rành này. Cái này vừa nở hết một đợt hoa sao nhỉ? Đúng rồi, ở video trước cháu báo là nó rất là nhiều hoa. Còn bây giờ thì nó lại đang bật lộc. Cái mùa này thì nó sẽ ra một đợt khác không ạ? Ừ. Rồi, nó nhiều quả này. Nhưng thực tế mà để quả là cười nó cũng không khỏe đâu. À, cái này dành để già hết. À, cái này lâu lắm rồi. Cái này một người bê nặng đấy chứ. Và để cho phải quả bật sầu nhé. Cái này xanh xanh được cái là bộ dầm thì làm cực kỳ lồ. Dày à. Dày rồi. À. Cái này giá bao nhiêu cháu? Cái này cháu xin báo giá 18 triệu nha. 18 triệu. Và rồi. Di chuyển nhé. Di chuyển tiếp theo một cây mai chiếu thủy thôi. Đấy, hoa mai chiếu thủy trắng nhỉ. Anh ơi, hôm để ở trong cái khu nó thiếu nắng quá này nè. Anh nhà nó nở sau những cái khác. Anh thon được 25 đấy. Ừ. Chiều cao được 66. Chiều rộng được 75. Cháu xin báo giá là 5 triệu rưỡi. À, giá 5,5 triệu. Tuyệt vời đấy. Vâng, nó có một cái tay đổ rồi. Khá là điệu. Vâng, một cái cành rơi dẹo liền rồi. Rồi vâng, là... 5 triệu rưỡi, được rồi, ok. À, để cho xoay mặt sầu nhé. Nói chung ba mà. Ừ, được, cái này chơi được mà. À. Úi dồi, này mai nó nở cũng trắng hết tất cả đây đấy. Vâng. Cái hôm mà nó... Kín chi chít rồi đấy. Nó già lâu của mình không phơi nắng được, thành lá hơi tỏ. Rồi. Tiếp tục theo... đến cây này nữa, cũng mai chiếu thủy đây. Cây này thì nở hoa sớm hơn. À. Úi dồi, trắng, đứng đây thơm ngát rồi. Vâng. Vâng, một cây dáng siêu. Hai... cái này nêu là cây lá lớn bác ạ. Ừ. Người có thông báo. Như cái này là 8 triệu rồi bác ạ. 8 triệu. Em bánh thôi nó được khoảng độ 55. Rồi. Chiều cao là 68. Chiều rộng là 95. Các xin báo ra 8 triệu. Nó dày hòa lắm. Nó là cái kia là dòng lù qua cổ này. Yeah. Lù nó bò từ dưới gốc lên. À. Rồi. Cây tiếp theo là cây dâm bụt này. À. Cây hoa dâm bụt. Cái này là cây hoa dâm bụt ở bình thường mà nhé. Ừ. Cây cổ hay sửa ấy. Nó mà được cái cây dâm bụt mà cái gốc vào này cũng là hàng độc đáo. Được 72 bác ạ. Rồi. Gốc rất lớn mà dễ ra các phía bệ đế khá đẹp. Xong xin báo giá cái này là 10 triệu nhá. Vâng.
Cái này mà hôm nay nó bung lụa ra thì đẹp quá nhỉ. Chiều cao 60. Đỏ rực. Đó là đang đến mua rồi bác ạ. Sao cháu thấy cười ngoài đường có trong nửa hòa rồi. Thì cười mình cho phải tỉa gọn lại, chẳng có là nó cứ vừa đủ. Rồi. Báo giá cái này là 10 triệu. 10 triệu. À. Và chúng ta di chuyển tiếp đến một tác phẩm nữa, đó là cây ngâu này. Và đây cũng là chính là tác phẩm cuối cùng trong cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp đến cuốn sau. Theo xin thêm bạc rồi các bạn nhé, chẳng có hết hàng này. Thì quay ấy. Cây ngâu chiều cao là 63. Ừ. Chiều rộng là 88. Ừ. Vành thân là 28. Cháu xin báo giá là 14 triệu nhé. Rồi, tôi chỉ thích mỗi cái bệ này nhìn đẹp nhỉ. À, nhìn nó ra lắm đấy. Bệ cây ngâu. Cháu nhớ có một dạo mà sốt ngầu. Rất là già luôn. Có cái cây nào cũng hết. Chẳng là cũng cái lâu lâu rồi đấy. Bạn sao bên mua hoa ngô rồi bác này? Ôi, cây nhà tôi ngày hôm qua hôm kia nó nở vàng rực rỡ nha, thì các bà cứ bảo đấy hoa ngô nhà ông sinh lại nở lại mưa. Nở mà đứng giữa sân này thơm lắm. À. Cái nở vàng này đẹp lắm. Cây này bao tiền cháu? Cháu xin báo giá là 14 triệu nhé. Rồi, giá 14 triệu. Đấy rồi. Cây ngô như là làm từ bé đấy. Rồi, ok. Và bây giờ Độ Sinh cũng xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau.